Thầy chào các em. Chào mừng các em đã trở lại với kênh YouTube của thầy Lê Minh Đức GSP. Lời đầu tiên, thầy chúc các em luôn bình an sức khỏe và có nhiều niềm vui trong cuộc sống và trong học tập. Hôm nay thầy tiếp tục dạy mục 4 tiếp theo của bài số 6 góc. Phần này thầy sửa tiếp bài tập cho các em. Bây giờ chúng ta đi vào học mục thứ tư. Điểm trong của góc. Để xác định một điểm trong của góc thì chúng ta có thể làm như sau. Em gấp đôi mảnh giấy hình vuông theo đường chéo như hình 6 để tạo thành các góc và lấy bút khoanh một cung vào góc, chẳng hạn như góc này. Ở đây có 3 góc các em, nhưng mà chúng ta nói góc này. Vẽ một điểm M trong phần giấy vừa gấp, chúng ta vẽ điểm M này. Điểm M cho ta hình ảnh điểm trong của góc nói trên. Thì bây giờ thầy sẽ thực hành xác định cái điểm này như sau cho các em. Đây là hình ảnh của thầy này. Bây giờ thầy gấp từ giấy lại này. Vậy là thầy gấp xong từ giấy giống như hướng dẫn. Các em về nhà cắt hình vuông và các em cũng làm như vậy. Bây giờ thầy đánh dấu góc như hình ảnh và thầy lấy một điểm M. Thì bây giờ vấn đề đặt ra là khi nào thì điểm M nằm trong góc? Các em thấy không? Cái góc O có đỉnh là O đó, hai cạnh thầy không đánh dấu tên, hai cạnh của góc này. Điểm M như thế này gọi là hình ảnh điểm trong của góc mà thầy đã đánh dấu. Góc này các em. Thì bây giờ thầy đặt câu hỏi cho các em là khi nào thì điểm M nằm trong góc này? Thầy vẽ một tia OM. Nếu tia OM này mà nó cắt một đoạn thẳng CD với C là nằm trên cạnh thứ nhất của góc, D là nằm trên cạnh thứ hai của góc, tại một điểm tiếp theo là điểm N, thì điểm N này nằm giữa hai điểm C và D. Như vậy thì nếu như vậy thì điểm M người ta nói là điểm nằm trong góc được đánh dấu như thế hình vẽ. Vậy thì điểm M nằm trong góc O có tính chất gì? Như vậy thầy vừa trình bày cho các em. Trước hết chúng ta nói cái cách thực hiện vẽ cái đã. Đầu tiên chúng ta vẽ tia OM. Sau đó chúng ta lấy hai điểm C và D nằm trên hai cạnh của góc và vẽ cái đoạn thẳng CD này. Tia OM sẽ cắt CD tại N nằm giữa hai điểm C và D. Thì khi đó chúng ta sẽ nói điểm M là điểm nằm trong của góc. Ta nói điểm M sẽ là điểm nằm trong của góc. Như vậy muốn biết một điểm nằm trong của góc thì các em phải xác định được như sau. Vẽ tia OM và vẽ một cái đoạn thẳng bất kỳ nằm trên hai cạnh của góc. Nếu tia OM cắt đoạn thẳng này tại một điểm mà điểm đó nằm giữa hai điểm như trên hình vẽ là CD thì khi đó ta nói rằng điểm M này là điểm nằm trong của O. Như vậy thì các em nhớ cái tính chất điểm nằm trong của O như vậy. Tiếp tục. Vậy thì các em chú ý rằng cho một góc XOY khác góc bẹt. Vì sao góc khác góc bẹt thì nói sao? Điểm M được gọi là điểm trong của góc XOY không bẹt. Góc không bẹt tức là góc như lúc nãy chúng ta xếp đấy.
Nếu tia OM cắt một đoạn thẳng nối hai điểm trên hai cạnh tại một điểm nằm giữa hai điểm đó. Bây giờ thầy giải thích cho các em là tại sao người ta phải loại trừ góc bẹt. Loại trừ góc bẹt bởi vì góc bẹt thì nó tạo thành một đường thẳng. Như cái như vậy là xy là góc bẹt thì các em này, góc xy là góc bẹt. Thì nếu chúng ta lấy một điểm M, điểm M này là điểm nằm trong góc bẹt đấy các em. Điểm M này là nằm trong góc bẹt. Nhưng mà có cái đặc biệt là cái đoạn thẳng CD này không bao giờ cắt cái tia OM này tại một cái điểm khác với điểm góc của O. Điểm góc của O, điểm góc đấy các em. Cho nên là trong trường hợp này thì người ta loại trừ ra để nói cho nó chắc chắn điểm M nằm trong một góc. Còn điểm M trong hình ảnh này cũng là điểm M nằm trong góc bẹt, đó là góc XOY nha các em lưu ý điều đó. Bây giờ chúng ta thực hành bài số 5. Điểm M trong hình sau là điểm trong của những góc nào? Thì bây giờ muốn biết điểm trong góc nào thì các em phải vẽ tia OM đúng không nào? Các em phải vẽ tia OM trước cái đó. Sau đó các em vẽ một cái đường thẳng cắt tất cả các tia OX, OY, OZ lần lượt tại các điểm là cắt tia OZ thì tại điểm D, cắt tia OM thì tại điểm N, cắt tia OI thì tại điểm C, cắt tia OX thì tại điểm B và cắt tia OT tại điểm A. Bây giờ muốn biết được cái điểm M nằm trong góc nào thì chúng ta lại làm giống như lúc nãy thầy hướng dẫn các em. Thứ nhất là chúng ta vẽ hình như hình vẽ. Bây giờ chúng ta lập luận này. C thì thuộc tia OI đúng không? C thuộc tia OI các em quan sát. D thì thuộc tia OZ. Tia OM cắt đoạn thẳng CD tại N nằm giữa hai điểm C và D. Nên M là điểm trong của góc IOZ. Tương tự như vậy chúng ta có thể lập luận tiếp. Điểm B thì thuộc tia OX, điểm D thì thuộc tia OZ. Mà tia OM thì cắt đoạn BD tại điểm N cũng là điểm nằm giữa hai điểm B và D. Cho nên điểm M là điểm nằm trong của góc IOZ. Còn một góc nữa phải không các em? Đó là điểm A thuộc tia OT, điểm D thuộc tia OZ. Tia OM này nó cắt đoạn thẳng AD tại điểm N nằm giữa hai điểm A và D. Cho nên điểm M này là điểm nằm trong của góc TOZ. Điểm M này nó không nằm trong góc XOY là lý do cái tia OM này nó không cắt cái đoạn thẳng BC này tại một điểm nằm giữa BC. Rồi chẳng hạn như điểm M này không nằm trong của góc TOY là bởi vì cái tia OM này nó không cắt đoạn thẳng AC tại một điểm nằm giữa A và C. Và tương tự như vậy, điểm M này không nằm trong của góc TOX là bởi vì cái tia M này không cắt cái đoạn thẳng AB tại một điểm nằm giữa AB. Như vậy là các em phải phân biệt được cái điểm nằm trong của góc là như thế. Đây là kiến thức cơ bản mà các em cần phải hiểu để biết điểm nằm trong của góc. Tuy nhiên bằng mắt chúng ta có thể xác định ngay điểm nằm trong của góc. Nhưng mà về lập luận, các em phải lập luận như thế. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục sửa bài tập của phần này như sau. Bây giờ chúng ta tiếp tục sửa bài tập của bài số 6 về góc. Bài tập thứ nhất là lập bảng thống kê các yếu tố của các góc trong mô hình dưới đây theo mẫu. Yếu tố của góc là gồm có các yếu tố thế này các em này, tên góc này, định này, cạnh và ký hiệu góc, đó gọi là các yếu tố của góc. Thì bây giờ người ta cho hình như thế này thì chúng ta sẽ viết cái dòng đầu tiên là sách giáo khoa đã cho rồi. Sách giáo khoa hướng dẫn trong hình thứ nhất á, thì sách giáo khoa hướng dẫn là cái góc BVC
thầy vẽ thẳng hàng thế này để các em khỏi nhầm lẫn. Có đỉnh là đỉnh P, có cành thì các em nhớ là cành PB, PC, hoặc là các em nhìn vào công thức các em viết PB, PC hoặc là cành PC, PB cũng được. Hai cái vị trí cành này đổi cho nhau cũng được. Còn góc ở đây chỉ có một đỉnh O và chỉ có một góc thôi. Cho nên các em có thể ký hiệu là góc P hoặc các em ký hiệu theo là góc B, PC. Như vậy là cái dòng đầu tiên để hướng dẫn cho chúng ta viết. Bây giờ chúng ta sẽ viết các góc ở hình 2. Ở trong sách giáo khoa không đánh dấu, nhưng bây giờ thầy sẽ đánh dấu góc để các em biết, để thầy viết theo thứ tự. Thì trong quá trình viết thì thầy sẽ nói góc một gạch trước, rồi đến góc hai gạch, đến góc ba gạch, để chúng ta có một cái thứ tự chúng ta dễ hiểu. Bây giờ các em điền như thế nào nào? Đầu tiên góc một gạch đúng không? Là góc FOE là góc một gạch. Thì có đỉnh chung của cả góc này là đều đỉnh O. Đỉnh là đỉnh O chung các em nhá. O chung. Bây giờ cạnh của góc là các em nhìn vào đây là cạnh OE, OF này. Và góc ký hiệu là góc FOE. Cho đổi cái nó lên đầu. Thì vậy là xong phải không? Bây giờ qua góc hai gạch. Là góc EOG cũng có đỉnh là O. Có cạnh là OEOG và góc ký hiệu là EOG. Còn một góc nữa là góc ba gạch kém. Đó là góc ROF. Đỉnh cũng là O. Cạnh là OROF và góc ký hiệu là góc ROF. Như vậy là xong rồi. Bây giờ qua cái hình chữ nhật thì các em này. Hình chữ nhật thì có là bốn góc vuông. Cũng giống như hình đầu tiên là có một góc vuông, thầy vẽ thêm. Và ứng với đỉnh A thì có hai góc, ứng với đỉnh C thì có hai góc. Như vậy thì chúng ta phải viết đến 8 góc luôn các em. Bây giờ chúng ta đi vào góc vuông trước đúng không nào? Góc của hình chữ nhật trước. Đó là góc vuông. Góc thứ nhất là góc đỉnh A thì là góc BAD, BAD. Có cạnh là AB và AD và góc ký hiệu là góc BAD. Góc này có đỉnh là đỉnh A. Thầy viết như vậy nha các em. Bây giờ chúng ta qua tiếp tục. Góc tiếp theo là góc có đỉnh B. Đỉnh B này các em, cái đỉnh nằm giữa các em, đó là góc ABC, có cạnh là BA, cạnh BC, cạnh thì các em bắt đầu viết từ đỉnh đến một điểm nằm trên cạnh, các em nhớ cách viết như vậy, viết theo tia các em, tia là cạnh của góc đó. Tiếp tục, ký hiệu đó là góc ABC. Góc tiếp theo là góc vuông C này các em này. Góc BCD có đỉnh là đỉnh C. Có cạnh CB và CD. Và góc này ký hiệu là góc BCD. Chúng ta không ký hiệu được góc C bởi vì ở đây có hai góc. Cho nên chúng ta phải viết như vậy. Như vậy là còn một góc nữa, đó là góc đỉnh D đấy các em. Góc đỉnh D này. Cái góc đỉnh B ta có thể viết lại là góc đỉnh B được. Như kiểu này các em. Thì viết thêm chỗ này thì vì đỉnh B là có một góc thôi. Góc đỉnh B này. Ta có thể viết là góc đỉnh B. Viết ra đó để cho nó xa xa mà thì
Bây giờ nói đến góc mà định D, đó là góc CDA. Em nhìn thấy đơn chỉ thế nhá. Góc này có đỉnh là đỉnh D. Hai cạnh của góc là cạnh DC và cạnh DA. Và ký hiệu góc này á, là chúng ta ký hiệu là góc CDA hoặc là góc D cũng được. Vì nó đứng một mình cả. Này chúng ta cho cái dấu chấm phẩy nha, cho nó phân biệt tí. Rồi, nhớ là góc kém cho đổi cái mũ ở trên đâu. Bây giờ tiếp tục, còn bốn góc còn lại kém này, thì nó cái góc một cạnh ở đỉnh A trước, rồi đến góc hai cạnh ở đỉnh A, từ từ như vậy. Tiếp tục, đó là góc BAC là góc một cạnh này các em này. Đó, góc một cạnh đó. Góc này có đỉnh là đỉnh A. Cạnh là ABAC. Hay cạnh ABAC này. Và ta ký hiệu góc này là góc BAC. Chúng ta chỉ ký hiệu được như vậy thôi, bởi vì ở đây có nhiều góc quá chung đỉnh A. Tiếp tục, góc hai cạnh là góc này các em này. Góc hai này, góc này là góc CAD có đỉnh cũng là đỉnh A luôn. Và cạnh là cạnh ACAD. Và chúng ta ký hiệu góc đó là góc CAD. Hoặc các em viết góc DAC cũng được. Bây giờ chúng ta qua một cái góc tiếp theo. Góc ở đỉnh C. Góc ở đỉnh C là góc ACD. Là góc một gạch cho các em này. Thế mình nói góc một gạch trước. Góc này có đỉnh là đỉnh C. Và có cạnh, đó là cạnh CA và cạnh CD, và ký hiệu góc là góc ACD. Góc cuối cùng là góc hai cạnh TK. Là góc BCCA có đỉnh cũng là đỉnh C luôn. Và có cạnh là CBCA và ký hiệu góc là góc BCA. Như vậy là thầy giới thiệu các em cách viết các góc cho trong các hình này. Đây là những cái kỹ năng mà các em cần phải nắm được. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta làm việc trên góc thì chúng ta phải hiểu các cái yếu tố về góc. Các em không được viết sai ký hiệu cạnh. Cạnh bao giờ các em cũng bắt đầu cái chữ cái đầu tiên là đỉnh của góc, sau đó đến cái điểm nằm trên cạnh của góc tương ứng. Còn đỉnh thì các em biết rồi. Bây giờ tiếp tục sửa bài tập tiếp theo. Bạn An nói với Hằng, My và Yến như sau này. Hãy đánh dấu góc A trong hình B này. Đến cùng này. Thì bạn Hằng thì bạn đánh góc, một cái dấu góc là góc một gạch đấy các em. Bạn My thì đánh dấu cái góc một cạnh đấy. Tức là hai bạn này đánh dấu khác nhau. Rồi đến mình Yến, bạn lấy vẽ đánh dấu cái góc một cạnh trên này. Và bạn An rất ngạc nhiên vì các bạn có câu trả lời không giống nhau. Em hãy giải thích tại sao như vậy. Vì trong hình này thì tại đỉnh A thì có ba góc. Đúng không em? Có ba góc. Cho nên các bạn đánh dấu như vậy đều được cả. Cho nên nó khác nhau là vậy.
tại vì đỉnh A có nhiều góc nên hàng yến mi đưa ra kết quả không giống nhau. Như vậy thì các em thấy rằng qua cái bài tập này thì khi mà các em muốn xác định một góc, mình cần làm việc về góc đó thì các em phải đánh dấu góc đó. Còn nếu chúng ta nói chung chung thì chúng ta có quyền đánh dấu ba kiểu, ba cái kiểu ký hiệu góc như trên vẽ. Như vậy thì các em lưu ý nhá, chỗ này các em cần phải chú ý cách đánh dấu góc. Khi nào cái góc nào chúng ta cần thiết thì chúng ta sẽ đánh dấu góc đó. Tiếp tục bài tập. Bài số 3 là hãy vẽ các hình em đã học hoặc kể lại các hình quan sát được trong thực tiễn có đặc điểm sau. A là có một góc, B là có hai góc, C là có ba góc. Chỗ này để nhầm một tí các em ạ. D là có bốn góc. Như vậy thì chúng ta lấy hình ảnh thôi. Vì gì vẽ thì chúng ta đã biết rồi. Hình ảnh thứ nhất các em thấy bạn này bạn sút phạt trước cầu môn thì bạn này xác định có một cái góc có hai tia đấy em. Quả bóng này phải đá trong cái phần góc này thì mới vào lưới được, chứ đá ra ngoài góc này nó ra khỏi lưới, đúng nào? Cho nên là việc đầu tiên là muốn đá vào khung thành của đối phương thì quả bóng này phải là khi lăn thì phải lăn ở những điểm nằm trong của góc này thì mới vào lưới được. Còn việc vào lưới được hay không là còn phụ thuộc vào cái thủ môn này có tài nghề bắt bóng được hay là bắt trật. Nếu bắt được bóng thì bóng không vào, nếu bắt trật thì bóng sẽ vào lưới. Đó là hình ảnh thứ nhất, hình có một góc. Hình ảnh thứ hai, hình có hai góc, đó là góc giữa kim dây này và kim phút, kim giây và kim giờ. Ở đây cũng có thể có ba góc, đó là góc giữa kim giờ và kim phút cả. Nhưng mà đây cũng phải có hình ảnh của hai góc. Bây giờ hình ảnh ba góc, ba góc thì các em thấy cái thước eke đây này, eke này ba góc đó các em, đó là một tam giác vuông như các em đã biết rồi. Một vuông nằm ở đây. Bây giờ hình có bốn góc trở lên thì có rất nhiều hình các em. Đây là ngôi sao bốn cạnh. Ngôi sao bốn cạnh này các em biết nằm ở đâu không? Nằm ở cái biểu tượng của khối NATO đấy các em. Sao bốn cạnh. Trong này có rất nhiều góc các em. Góc ở các cái đỉnh này là có bốn góc này. Góc ở những cái chỗ eo này này cũng có bốn góc nữa các em. Và trong cái hình màu đen này này, hình màu đen này các em thấy là giống như tam giác, nó cũng có ba góc. Đặc biệt là cái thước xếp, cái thước xếp các em thấy tính theo đường này là một góc này, rồi tính theo chiều này là đây một góc này, rồi tính theo kiểu này là đây một góc này, rồi tính theo kiểu này là đây một góc này, và cuối cùng đây một góc, tức là nhiều hơn bốn góc. Thì những hình ảnh này là giúp chúng ta hiểu là những cái hình trong thực tiễn có đặc điểm về góc mà chúng ta đã biết. Bây giờ tiếp tục sang câu tiếp theo. Em phải chia sẻ với bạn trong lớp các góc mà em nhìn thấy hình bên. Hình này thực chất là cái hình đó góc bằng tia laser để bảo đảm sự chính xác. Góc trong xây dựng, người ta sẽ điều chỉnh cái tia laser này, cái tia thứ nhất này, nằm trên một cái đường cố định. Và sau đó kiểm tra cái tia thứ hai này, nó có trùng với cái tia mà trong quá trình xây dựng nó để lại một đường thẳng ở trên đó, thế để người ta xác định là xây dựng có đúng góc không hay là sai góc. Thì nhìn vào hình ảnh này thì các em có thể chia sẻ với nhau. Dụng cụ này là thực chất là đo góc bằng hai tia laser. Tuy nhiên nhìn vào hình này thì chúng ta có thể thấy rất nhiều góc, chẳng hạn như góc bẹt là đi từ đây này, hoặc một góc đi từ đây đến đây, hoặc là góc giữa hai tia laser, hoặc là góc giữa tia laser với bình này, và có thể kể thêm vài góc nữa. Còn đỉnh của cái góc này là cái điểm sáng này, điểm sáng phát tia laser là cái điểm ở chính giữa này.
Tia laser nó phát ra phía này chứ không phát ra phía sau. Phía sau là do người điều khiển, nhớ các em. Thế thì bây giờ chia sẻ thì các em có thể chia sẻ tùy thích. Nhưng mà trước khi chia sẻ thì các em nói đây là dụng cụ đo góc bằng tia laser. Chia sẻ càng nhiều, nói càng nhiều góc thì chúng ta càng hiểu hơn. Tuy nhiên trong hình này để đo góc thì người ta sẽ dùng hai cái tia laser màu đỏ này để người ta đo, chứ người ta không đo bởi những cái góc khác. Đó là cái điều các em cần lưu ý. Như vậy thì bài học hôm nay đã kết thúc và chúng ta cũng đã hiểu về cái nội dung của bài số 6 là về góc. Các yếu tố về góc thầy đã nói rất kỹ trong bài tập, các em cần phải lưu ý. Các em nhớ like và bấm chuông để tiếp tục theo dõi những cái bài dạy của thầy và giúp thầy phát triển kênh. Thầy rất cảm ơn các em. Cuối cùng thầy chúc các em luôn bình an sức khỏe và có nhiều niềm vui trong cuộc sống và trong học tập. Hẹn gặp lại các em trong các video tiếp theo. Chào tạm biệt các em.